Tình cảm. Này le phong tròn đó. Này thợ trên nó đóng viền đường trên. Đóng viền đường trên đó. Chưa, chuyện này cao tất thợ vậy đó. Đầu đầu thằng cho nghỉ đi nhậu mà. Tình nhớ cho nghỉ rồi mà mai đó các kêu làm. Hay không? Thì Hưng làm ngược lại, nghĩa là đầu tuần nghỉ đi nhậu, cuối tuần là phải làm. Giờ anh cứ tàn tàn là sống lang thang trên mạng hả? Đúng không anh ha? Ra tôi quay cái hồ à. Quay cái hồ này mai chẳng Hưng nó làm cái quán kia. Chắc tao đình lại ở trên trên kia quá. Mệt rồi. Đồ mới này nha anh ta, không bố à. Giờ em đi không? Anh giờ chạy lên kia nó mệt quá. Giờ chạy lên 130 nữa. Cuộc đời là những chuyến đi à. Ôi sao mày cũng biết câu đó nữa hả? Tao đăng Facebook cuộc đời hay là những chuyến đi vậy? Mấy người đâu thấy tao làm gì, thấy tao đi suốt à. Alo. À mà có nắng qua không? Em thấy nắng qua không? Em đang ở tuốt ở dưới Vịnh Thái lận. Dưới Nha Trang lận. À suốt, sao ông cứ thích cái hoa lên hoài vậy? Đi chi xe vậy anh gì anh cứ ghé 130 đi quán cổ cổ đó cho anh gần anh ngồi đó đi. Ừ anh đi mình hay đi với bà xã à? Thôi đi với bạn anh đi rồi xong có gì ghé 130 đi em chạy về ok nha. Rồi rồi ngày ba ngồi lớp hết ba chỗ hết mẹ buổi ngày vậy đó rồi check in gì xong. À, vậy đó. Không biết anh chiều ba buổi nữa là ngày ngày không buổi chiều, chiều buổi đón con buổi nó xong à. Xong cuộc đời nó gì vậy đâu phải nhường Hưng đâu. Bôn ba qua thời giận lận đận cũng xong đời mà chơi bề cũng xong lúc chút chút sống qua ngày. Sáng ly cà phê chưa ly nước cam bảo lên kia chắc khỏi uống nữa. Em đủ rồi em không thể rồi em chưa đủ em mới cày thôi. Biết bao giờ cha đủ đủ rồi, cái tiêu chuẩn mình đặt ra cho mình thôi, không có tiêu chuẩn nào á, cái gì không có gọi là nhiều người nói cái mục đích, mục nó mọc tùm lum mà,
Đủ biết mầm mọi người mọi kiểu ha. Không phải cái gì không biết bao nhiêu mà đủ mà mình lại là lao vào mình cày mình kể là mình tự mãn với cái và nghe, nghe 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 giám đốc phát ngôn mày trên trực tiếp á nha, nói sao nói á, nói sao nói mai tôi chia sẻ lên vợ mày nghe á. Nói cuộc đời em bao giờ đủ á, nhưng mà thấy quá nhiều thì không thấy đủ nữa. Mới tạm đặt ra cho mình, sau đó mình cân nhắc rồi đỡ phấn đấu dễ là. Ủa đây là cá coi hay là cá ha? Sao anh vẫn cứ thích ngồi mấy cái cảnh cá nè. Ngay gần là mình ra có cái chỗ ngồi xuống. Ở Suri nó cũng có cái que cá vậy nè, anh mà ngồi cái nào là có cá là khói à. Cá là Suri nó không có, nó có mông, cá này không có. Là sao? Có quán Suri chay là tiếp thị rồi.